Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avenue Wine. Và trong video lần này, em Hiếu sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm đến từ nhà Chivas. Đó là Chivas 18 Gold. Chivas 18 Gold là một sản phẩm đến từ thương hiệu Whisky Chivas 18 Gold Rigo và được đến từ Scotland, được thành lập từ những năm 1801. Chivas 18 Gold được sản xuất từ những dòng whisky cao cấp và được chọn lọc kỳ càng, ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất là 18 năm. Chivas 18 Gold mang lại những hương thơm và hương vị của trái cây chín, hạt dẻ, một chút hương vị ngọt ngào của mật ong kết hợp với vani và gỗ sồi. Đây là một dòng phối trộn được kết hợp tỉ mỉ, vì vậy mang lại những hương thơm rất độc đáo. Anh chị có thể sử dụng Chivas Gold 18 trực tiếp bằng ly whisky hoặc là kết hợp với đá lạnh. Chivas 18 Gold rất phù hợp với các món ăn như là thịt đỏ nướng, phô mai, xô điệp hay là từ trái cây. Và vừa rồi là chia sẻ chi tiết của em Hiếu về dòng whisky Chivas 18 Gold. Em Hiếu mời anh chị tham khảo và ghé đến Avino để được em Hiếu và nhân viên tư vấn phục vụ anh chị tốt nhất. Em Hiếu mời anh chị đăng ký kênh của Avino Wine để luôn được cập nhật những video mới nhất về dòng vang, dòng whisky. Và bây giờ em Hiếu xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị